Hallo? Na, wie geht's? Endlich ist das Wochenende. Was macht ihr gern in eurer Freizeit? Ich lese gern Bücher. Ich fotografiere gern. Ich höre auch Musik. Manchmal sehe ich einen Film. Ich stricke auch sehr gern. Das sind meine Hobbys. Xin chào các bạn. Cuối tuần rồi. Các bạn thích làm gì trong thời gian rảnh của mình nào? Mình thì mình có rất nhiều hoạt động trong thời gian rảnh. Ví dụ như mình đọc sách này, mình chụp hình, mình có thể nghe nhạc hoặc là thỉnh thoảng mình xem một bộ phim. Đấy là những sở thích của mình. Còn các bạn thì sao? Ngày hôm nay trong bài 11 này chúng ta sẽ học những cái từ vựng để nói về sở thích hoặc là các hoạt động của các bạn trong thời gian rảnh. Phần đầu sẽ là từ vựng và phần sau sẽ là mẫu câu hướng dẫn để các bạn làm sao có thể nói được một câu là mình thích làm gì trong thời gian rảnh, cũng như các bạn có thể hỏi được người khác là người đó thích làm gì trong thời gian rảnh. Các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Freunde treffen. Freunde treffen. Gặp gỡ bạn bè. Schach spielen. Schach spielen. Chơi cờ. Im Internet surfen. Im Internet surfen. Lướt web. Radfahren. Radfahren. Bücher lesen. Bücher lesen. Đọc sách. Malen. Malen, vẽ. Backen, backen, nướng bánh. Singen, singen, hát. Fußball spielen, Fußball spielen, chơi bóng đá. Schwimmen, schwimmen, bơi. Musik hören. Musik hören. Nghe nhạc. Fotografieren. Fotografieren. Chụp hình. Spazieren gehen. Spazieren gehen. Đi dạo. Kochen. 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 Nấu ăn. Sport machen. Sport machen. Tập thể thao. Sau khi các bạn đã thuộc từ vựng rồi thì chúng ta sẽ tập ghép thành câu. Các bạn để ý khi mà học tiếng Đức thì chúng ta sẽ học được những cái cụm từ. Ví dụ như là im Internet surfen. Có nghĩa là lướt web. Thì các bạn sẽ thấy trong những cấu trúc này phần động từ người ta sẽ để ở cuối cùng và ở dạng nguyên thể. Nhưng khi các bạn đưa vào trong câu thì tất nhiên các bạn sẽ phải để vị trí của động từ là ở vị trí số 2 và đồng thời các bạn phải chia động từ này theo ngôi. Mình lấy ví dụ. Tôi thích lướt web trong thời gian rảnh. Ich surfe gern im Internet in meiner Freizeit. Ich surfe gern im Internet in meiner Freizeit. Nếu như khi mà nói về sở thích của mình thì người ta thường hay sử dụng trạng từ gern. Gern là một trạng từ, nó có nghĩa là thích làm việc gì đó. Trong tiếng Anh thì các bạn có cấu trúc là like doing something. Nhưng trong tiếng Đức thì các bạn không có dùng động từ mögen là động từ thích, mà người ta sẽ sử dụng động từ chính. Ví dụ như các bạn thích lướt web thì động từ chính sẽ là surfen. Và sau đó các bạn thêm trạng từ gern sau động từ thì người ta sẽ hiểu là đó là hoạt động mà các bạn yêu thích. Tiếp theo, ví dụ như các bạn thích đọc sách chẳng hạn thì chúng ta học Bücher lesen. Động từ lesen chúng ta sẽ nói là Ich lese gern Bücher. Ich lese gern Bücher. Nếu như các bạn thích bơi trong thời gian rảnh thì các bạn sẽ nói là Ich schwimme gerne in meiner Freizeit.
Ich schwimme gerne in meiner Freizeit. Các bạn có thể nói là gern hoặc là gerne. Hai từ này đều giống nhau, đều có nghĩa là các bạn thích hoạt động này trong thời gian rảnh của mình. Vậy thì khi mà học từ mới, các bạn chú ý nhé. Trong một cụm từ thì động từ sẽ luôn đứng ở vị trí cuối cùng. Khi mà các bạn thành lập câu thì các bạn cần phải đưa động từ này lên vị trí số 2 và chia theo chủ ngữ. Ví dụ như tôi thì là ich surfe, nhưng anh ấy sẽ là er surft gerne im Internet in der Freizeit. Er surft gerne im Internet in der Freizeit. Câu hỏi để mà các bạn hỏi một người nào đó thích làm gì trong thời gian rảnh của mình là Was machen Sie gern in der Freizeit? Was machen Sie gerne in der Freizeit? Các bạn cũng có thể hỏi là Was ist dein Hobby? Was ist dein Hobby? Câu trả lời có thể là Mein Hobby ist, hoặc là Ich gern. Nếu như các bạn trả lời là Mein Hobby ist, thì sau ist sẽ phải là một cụm danh từ, phải không nào? Rất đơn giản, các bạn chỉ việc ghép vào thôi. Các bạn không phải chế đổi động từ nữa. Các bạn sẽ nói là gì? Mein Hobby ist schwimmen. Mein Hobby ist schwimmen. Mein Hobby ist Bücher lesen. Mein Hobby ist Bücher lesen. Cũng với nội dung như trên, nhưng mà bây giờ mình sẽ sử dụng động từ, thì mình sẽ phải chia động từ theo câu, theo chủ ngữ. Ich schwimme gerne. Ich schwimme gerne. Ich lese gerne Bücher. Ich lese gerne Bücher. Rồi, bây giờ các bạn đã có thể giao tiếp được một phần nữa rồi đó. Các bạn có thể hỏi một người nào đó là bạn thích làm gì trong thời gian rảnh và trả lời đúng không nào? Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Was ist Ihr Hobby? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Was ist dein Hobby? Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Mình nghĩ rằng là các bạn đã có thể hỏi bạn thích làm gì trong thời gian rảnh, cũng như để trả lời câu hỏi này, phải không nào? Vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.